nóng, ông Dũng đồng ý cho luật sư quốc tế vào cuộc. Mến chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, vừa qua như chúng tôi đã đưa tin, một bài báo của trang báo VN Express đã cập nhật thông tin Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB Nguyễn Đình Tùng đã phát biểu rằng Đại Nam thừa sức để trả nợ cho tất cả các khoản vay tại tất cả các ngân hàng và sắp tới Đại Nam sẽ thu được khoản tiền 4.500 tỷ và thừa sức trả nợ. Chỉ với phát biểu của vị giám đốc này thì những cái tên chuyên dẫn dắt dư luận và chuyên bịa đặt thông tin rằng Đại Nam sắp phá sản nợ ngân hàng ngàn tỷ như Đinh Lan, Hàn Ni, Phan Phong, Thám tử Cao, Hoàng Kim Dung, Quỳnh Như có thể dễ dàng ẵm đơn kiện từ phía công ty Đại Nam với hành vi tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, nhà nước đang quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng. Ngày 21 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, thời gian qua có một số đối tượng tung tin đồn thất thiệt, đưa tin thiếu kiểm chứng trên không gian mạng, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư kinh doanh. Bộ Công an nhấn mạnh sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính và hình sự đối với những đối tượng có hành vi đưa tin thiếu kiểm chứng, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của tổ chức cá nhân, đến sự phát triển kinh tế xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh. Như vậy thì những cá nhân mà kênh Bản tin Online vừa điểm tên có phải là những cái tên đầu tiên đáng được gọi trong việc tung tin thất thiệt chống phá doanh nghiệp hay không? Chưa cần đợi Bộ Công an Việt Nam vào cuộc thì mới đây ca sĩ Trịnh Tuấn Vĩ, người được cho là giám đốc đại diện cho Đại Nam Group ở Mỹ đã thông báo luật sư quốc tế sẽ vào cuộc vì hành vi chống phá của nhóm người này đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của găng tay Đại Nam tại thị trường nước ngoài. Cụ thể, nam ca sĩ đã viết: luật sư đại diện cho công ty Victory Trading đã ký kết với công ty găng tay và được sự chấp thuận của ông Huỳnh Uy Dũng là tổng giám đốc hội đồng quản trị công ty găng tay Đại Nam Group đã ký quyết định, đã tiến hành làm những khâu cuối cùng về các giấy tờ khởi kiện các đối tượng tại Việt Nam và sau là các đối tượng tại Mỹ đã tung tin thất thiệt về găng tay Đại Nam Group, gây ảnh hưởng rất lớn về kinh tế của công ty, của tôi trên thương trường quốc tế. Nhất là sự ký kết của tôi để cung cấp găng tay thương hiệu Đại Nam Group cho các bệnh viện chính phủ Mỹ. Tôi sẽ cung cấp đầy đủ các bằng chứng từng cá nhân đã có các bài viết gây thiệt hại cho công ty Đại Nam Group và công ty Victoria Trading trên thương trường quốc tế. Thân ái và chào Quyết Thắng. Thưa quý vị, như vậy chiếu theo thông tin mà nam ca sĩ này cung cấp thì ông Huỳnh Uy Dũng đã đồng ý cho luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công ty Đại Nam tại nước ngoài. Nếu vụ việc này đi đến nơi đến chốn thì nhóm người chống phá không chỉ đối diện với luật pháp Việt Nam mà luật pháp quốc tế cũng sẽ can thiệp và nếu đền bù không biết là bán hết nhà cửa đất đai tài sản của cả dòng họ thì nhóm phản diện có đủ tiền để đền bù cho doanh nghiệp Đại Nam lần này hay không đây? Và người được gọi tên nhiều nhất trong vụ này phải kể đến là cô Hoàng Kim Dung, người xuất hiện với clip dựng chuyện găng tay Đại Nam bị rách, tố cáo giấy tờ của găng tay Đại Nam là giả, phải vào tròng đầu tiên rồi. Cô này mà đi thì cô thủ lĩnh Hàn Ni cũng khó mà thoát. Rồi đến Đinh Lan, cô ta cũng liên tục nói doanh nghiệp Đại Nam bị nợ ngân hàng và sắp phải bán tháo này kia thì chắc chắn cô ta cũng sẽ đi theo thôi. Kênh Bản tin Online không thể hiểu nổi, cùng là người máu đỏ da vàng, lẽ ra phải nên vui vì một sản phẩm y tế do chính con người Việt Nam sản xuất được đưa vào các bệnh viện lớn ở châu Âu như Mỹ, thì đây là một niềm tự hào của người Việt Nam. Vậy hà cớ gì phải ghen ghét mà tìm cách vu khống, hãm hại sản phẩm của người Việt Nam ta chứ? Phủ nhận sự thành công của chính đồng bào mình đó là sự nhỏ nhen ích kỷ và ghen ăn tức ở không thể nào chấp nhận nổi. Chính sự đố kỵ đó của anh chị thì mãi mãi anh chị chỉ là cái bóng đi sau người ta mà thôi. Càng chống phá ganh ghét thì người ta càng giàu có. Còn bản thân anh chị giờ cứ từ từ chờ được gọi lên đi nhé. Và quý khán giả cũng đừng quên theo dõi kênh Bản tin Online. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến tất cả quý vị những thông tin nóng hổi nhất. Công an vào cuộc tìm kiếm nạn nhân quyên tiền cho nhóm từ thiện lừa đảo bác sĩ Trần Khoa, nhà báo Đức Hiển chuẩn bị hầu tòa chăng? Mới chào quý vị thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, chúng tôi vừa cập nhật được thông tin từ các trang báo chính thống. Công an tìm nạn nhân quyên tiền cho nhóm từ thiện lừa đảo bác sĩ Trần Khoa. Cụ thể, nội dung bài báo như sau. Công an tìm nạn nhân quyên tiền cho nhóm từ thiện lừa đảo bác sĩ Trần Khoa. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định vào năm 2018, Nguyễn Thị Minh Thi đã lập và quản lý quỹ của nhóm từ thiện 82 trên Facebook nhằm mục đích kêu gọi gây quỹ từ thiện và nhận tiền từ những nhà hảo tâm rồi chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra xác minh tin báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đăng các bài viết nhằm gây quỹ từ thiện và nhận tiền từ những nhà hảo tâm để trục lợi do Nguyễn Thị Minh Thi, 24 tuổi, ngụ Bến Tre cùng đồng bọn thực hiện. Sự việc được phát hiện vào năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định vào năm 2018, Thi đã lập tài khoản và quản lý quỹ nhóm từ thiện 82 trên Facebook nhằm mục đích kêu gọi bán hàng gây quỹ từ thiện và nhận tiền từ những nhà hảo tâm. Đến ngày 7 tháng 8 2021, thành viên Trần Khoa của nhóm này đã đăng bài viết về câu chuyện bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của mẹ bị nhiễm Covid-19 nguy kịch để nhường sự sống cho sản phụ sắp sinh và thực hiện mổ bắt con thành công. Thông tin trên gây chấn động dư luận xã hội. Sau đó có nhiều cá nhân tổ chức cảm động trước câu chuyện trên đã ủng hộ tiền tài sản cho Thi, nhóm từ thiện 82 bác sĩ Trần Khoa, rồi bị các đối tượng này chiếm đoạt. Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra thông báo mời những cá nhân tổ chức đã ủng hộ tiền tài sản cho Thi, nhóm từ thiện 82 và bác sĩ Trần Khoa đến đội 8, cơ quan cảnh sát điều tra, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận Nhất, điện thoại 069 318 7244, gặp điều tra viên Trần Văn Trị để cung cấp thông tin. Và nhắc đến vụ việc từ thiện của bác sĩ Trần Khoa, chắc chắn quý vị khán giả cũng không thể quên hai cái tên được bàn tán xôn xao vào thời điểm lúc bấy giờ, chính là nhà báo Đức Hiển và nhà báo Hoàng Nguyên Vũ. Ngay khi bài viết của nhóm thiện nguyện lừa đảo vụ việc bác sĩ Trần Khoa được đăng tải, ngay lập tức hai nhà báo cốt cán và có tiếng trong giới là Đức Hiển và Hoàng Nguyên Vũ đã nhanh chóng bấm nút chia sẻ trên trang Facebook chính chủ. Sau đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản Facebook Nguyễn Đức Hiển và Hoàng Nguyên Vũ về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo điểm A khoản 1, điều 101 Nghị định số 15 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với số tiền 5 triệu đồng trên mỗi trường hợp. Sự việc lừa đảo của bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của cha mẹ nhường cho sản phụ cho đến tận bây giờ vẫn chưa có hồi kết. Nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc tại sao một nhà báo lớn như Đức Hiển lại có thể chia sẻ một bài viết sai sự thật đến vậy. Đường đường là phó tổng biên tập của một tờ báo, mối quan hệ chắc chắn cũng không phải là tầm thường, còn làm trong ngành báo là cái ngành mà nắm thông tin đầu tiên. Vậy Đức Hiển có thừa khả năng để xác minh ngay lập tức bài viết đó là đúng hay sai? Thế nhưng ông ta lại vội vã chia sẻ lại bài viết này. Phải chăng đây là kế hoạch của ông nhằm mục đích tạo hơi để tiếp tục cho con đường từ thiện béo bở trước đây của mình? Mặc dù đã lên bài xin lỗi, nhưng lời xin lỗi không thể nào giả trân hơn được nữa. Ông cho rằng có lẽ lúc đó cảm xúc đã đi trước nên mới vậy. Con người ai cũng có cảm xúc hỉ nộ ái ố, thế nhưng cảm xúc đó phải được đặt đúng nơi đúng chỗ. Đặc biệt với một người có tên tuổi, có kiến thức và địa vị như ông, mang danh là phó tổng biên tập báo pháp luật mà ông bảo do cảm xúc, chúng tôi tin được không? Tầm cỡ như ông mà bảo do cảm xúc nên chia sẻ thì e là quá khó để tin. Nếu nói không ngoa thì cỡ ông làm gì đều có tính toán chi ly cả thì đúng hơn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Đức Hiển lại khiến dân chúng hoài nghi. Vậy ông đã làm đúng hay chưa? Từ sau khi drama của bà Phương Hằng nổ ra, không ai là không biết từ thiện đã đang trở thành một công việc béo bở, ngon lành như thế nào đối với bọn gừng sĩ, nhà báo và ngay cả những người từng có chức có quyền như ông Đoàn Ngọc Hải, hoặc là những người không quyền không danh nhưng cũng ngoi lên hoạt động từ thiện. Bất kể là ai khi có cơ hội đều lấy từ thiện biến nó trở thành một công cụ để hái ra số tiền lớn, vụ lợi cho bản thân. Họ chẳng ngần ngại vẽ lên một câu chuyện cảm động lấy lòng thương của dân chúng, không có thật để trục lợi từ thiện, từ những đóng góp của mọi người trong xã hội. Câu chuyện lừa đảo bác sĩ Trần Khoa này xảy ra vào ngay thời điểm dịch giả Covid-19 đang trong giai đoạn cao trào. Chính quyền thì ra sức ngăn chặn dịch, đội ngũ y tế thì ngày đêm làm việc, người dân thì chống chọi với bệnh tật. Vậy nhân dân chưa đủ khổ hay sao mà còn nghĩ ra những trò bỉ ổi như thế để lừa tiền của người dân? Đúng là thật sự cạn lời. Và mới đây như vụ việc của Quách Ngọc Tuyên cũng là một nghệ sĩ có tiếng nhưng lại đi kêu gọi cho một trường hợp ảo. Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như còn chia sẻ lại bài viết. Cuối cùng Mạnh Thường Quân mất cả 100 triệu, Quách Ngọc Tuyên thì chỉ phạt 7,5 triệu là xong. Thật sự hình phạt quá nhẹ.
rồi Giang Kim Cúc gần đây cũng ngoi lên hành nghề từ thiện tiếp, mặc dù trước đó cũng đã bị phạt 10 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về việc bà ngoại rút ống thở của cháu. Hoàng Kim Dung cũng bắt đầu hành nghề từ thiện. Thật sự qua những sự việc như thế này, chúng tôi kinh tởm những con người ấy. Họ dường như không có tình người, ăn trên đầu trên cổ nhân dân. Thậm chí Giang Kim Cúc nếu nói không ngoa là ăn trên xác đồng bào, quá là bị ổi. Vì tiền mà họ bất chấp, kể cả việc nói láo để kêu gọi tiền vào túi. Vậy nên hơn ai hết chúng tôi luôn nhắc đi nhắc lại sự việc từ thiện này là vì mong quý vị đừng quá tin người, trao tiền vào tay giặc, đã mất tiền còn bị lừa luôn niềm tin.